Ellie Trần gặp sự cố khi đòi làm rõ thật giả thiền am dụ dỗ tẩy não. Bà mẹ hai con vừa bày tỏ, thiền am chơi kỳ hay tôi đang nghi nhỉ, làm công chúng tranh cãi. Thiền am bên bờ vũ trụ hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai, nổi tiếng kể từ khi có những thí sinh mặc áo tu, cạo đầu xuất phát từ nơi này đi thi các show truyền hình. Trong đó có năm chú tiểu, thách thức danh hài, Nico, Huyền Trân, giọng hát Việt nhí hay hai, sư thầy, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, tuyệt đỉnh song ca. Tuy nhiên những ngày qua, hàng loạt ồn ào xung quanh thiền am này lại làm dư luận dậy sóng, đặc biệt là khi bà Phương Hằng khơi ra nhiều nghi vấn và còn cho biết đến thăm thiền am bên bờ vũ trụ để làm rõ những lùm xùm gần đây. Thiền am bên bờ vũ trụ là nơi ở của năm chú tiểu, thách thức danh hài. Những ngày qua, nơi này một lần nữa thành tâm điểm dư luận. Không nhiều sau việc tham gia bình luận về sự việc này, nhưng đêm qua ngày 3 tháng 11 bất ngờ nữ diễn viên Ellie Trần đã có phát ngôn liên quan. Mong muốn làm rõ thật giả. Cựu hot girl cho biết, tính tôi không bao giờ thích dây dưa vào câu chuyện của người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên và với tư cách của một người cũng là phụ huynh, tôi mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc và làm rõ các vấn đề của thiền am bên bờ vũ trụ. Là giả hay là thật, cũng xin hãy vào cuộc. Với tư cách một phụ huynh, Ellie Trần mong cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ thật giả. Vì nếu là dụ dỗ, tẩy não những đứa trẻ mới lớn, ngây ngô là điều tôi buộc phải nói lên quan điểm. Nếu bạn cũng đang là cha mẹ, tôi tin chắc bạn sẽ hiểu cảm giác này. Tôi chấp nhận đây là lần đầu tiên tôi nhiều chuyện để mong mọi việc sáng tỏ. Bên dưới bình luận, nhiều người ủng hộ Ellie Trần đã dám nói lên quan điểm nhưng cũng có không ít cư dân mạng mỉa mai. Mẹ của Cardi Mộc Trà và An Phi Túc Mạch đều không ngại đáp lại một cách lịch sự. Nữ diễn viên cho rằng một số người vẫn bên vì con họ không phải nạn nhân. Tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó, ngay sau đó Ellie Trần cho biết tài khoản của cô liên tục bị hack. Nữ diễn viên còn nghi ngờ người đứng sau chính là Thiền Am. Thiền Am chơi kỳ hay tôi đang nghi nhỉ? Nếu tài khoản tôi xóa status hay đăng đối nghịch thì mọi người biết chắc chắn đó không phải tôi nhé. Xảy ra ngay lúc này. Xóa được thì xóa đi, tôi đã kịp thông báo trong giây phút cuối cùng. Có tật thì giật mình, vậy thôi, vẫn tiếp tục hát mình nha mọi người 12 giờ 11 phút đêm. Cựu hot girl liên tiếp gặp sự cố có người cố tình hát nít. Gần 1 giờ sáng nay ngày 4 tháng 11, cô cho biết tính đi ngủ mà không ngủ được luôn đó và tiếp tục bày tỏ rằng, thiền am ơi, đừng thuê người hát Facebook mình liên tục nữa. Hát đúng thời điểm này, mọi người lại càng biết rõ mươi là do thiền am làm đó. Vậy nên ô tô nó lại sai chiến lược của thiền am đó nha. Di Thư, cô còn cho rằng thiền am thuê người làm điều này. Sáng nay, nữ diễn viên bí ẩn song sinh cập nhật trên fanpage của mình và chụp lại màn hình những status cô đã đăng trên trang cá nhân. Người đẹp cho biết, sau status này, Facebook cá nhân của mình bị hack liên tục, nên mình bê nó qua fanpage cho chắc cú. Ai xem được thì xem. Nữ diễn viên vẫn kiên quyết giữ status dù có kẻ liên tục tìm cách xóa đi. Hiện sự việc vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Trong lúc đó, chiều nay bà Phương Hằng được cho là đang trên đường đến thiền am bên bờ vũ trụ để làm rõ những lùm xùm. Bà cũng liên tục livestream thông báo trên mạng xã hội.